Tổng thống Pháp tặng vua Charles là đệ tam sách ảnh của nữ hoàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân sẽ tặng vua Charles Đệ Tam một cuốn sách ảnh về những chuyến thăm của nữ hoàng tới Pháp. Theo các quan chức Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ trao cuốn sách lưu niệm cho vua Charles Đệ Tam khi ông dự tiệc cùng nhà vua và các nhà lãnh đạo nước ngoài khác tại Điện Buckingham vào tối ngày 18 tháng 9 trước khi dự lễ tang nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị vào ngày mai. Kể từ khi đăng quang, nữ hoàng đã quen biết và chuyện trò với tất cả các tổng thống của chúng tôi. Không quốc gia nào khác có vinh dự được đón tiếp nữ hoàng nhiều lần như chúng tôi. Tổng thống Macron nói hồi tuần trước trong lời tri ân gửi tới nữ hoàng, người có chuyến thăm cuối cùng tới Pháp hồi năm 2014. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày sau khi bà qua đời kết thúc bằng tang lễ tại tu viện Westminster ở London vào ngày 19 tháng 9. Hàng trăm nghìn người đã đổ về trung tâm London, xếp hàng nhiều giờ, thậm chí qua đêm để bày tỏ lòng thành kính với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Giới chức London cảnh báo người dân có thể phải chờ trung bình 16 tiếng để vào đại sảnh Westminster, nơi linh cữu nữ hoàng đang được quản.